anh vẽ Tony TV đi. Anh mà không vẽ, em solo với chùm trường luôn. Thôi 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 thôi, để anh vẽ cho. Mất công nó lại đấm cho mày thâm mắt nhá. Tony TV, tên thật là Võ Phúc Vinh, sinh năm 1994 ở Đồng Tháp. Kênh của Tony có gần 10 triệu người đăng ký, với nội dung là các trò chơi dành cho trẻ em. Trong các video, anh thường hợp tác với team Trẻ Châu và các diễn viên nhí. Ngoài YouTube, anh còn kinh doanh với Tony Pet Shop và online đồ chơi. Bạn nào là fan của Tony TV, để lại bình luận cho mình biết với nha.